Hôm nay Hiếu ở cái bãi mới cây của Hiếu là cái bãi này là Hiếu đang mới Hiếu mới thuê ở đây để Hiếu dựng cây. Ở phía trước các bạn là cây đường kính 8 đô mét ạ, đường kính 10 gốc đây. Đang dựng mới được vài chục cây thôi. Cây này là cây giáng hương nha, cây này mình đã nằm lâu quá rồi, nó mọc nhánh cũng khá là cao rồi đó, và mọc gần như 100%. Và đây là mới cái sao mình đang để mình đủ đây, mình chuẩn bị dựng lên cho nó. Mới sao đen, anh em nào cần sao đen thì cũng alo cho mình ha. Sao đen mình có số lượng hàng tỉnh thẳng rất là nhiều, cây này cũng được khoảng tháng mọc lá tược hết rồi đây. Và đây là cây đường kính 15 gốc. Cây đường kính 15 gốc. Đường kính 15 gốc này. Cây này là đường kính 17. Đường kính 17 đo 3 tấc. Đang ủ. Cây bên này là cây đường kính 20 đo mét. Đường kính 25 đo gốc đây, đường kính 20, đường kính này là đường kính 20 đo mét 3 là đây, được khoảng 20 được khoảng 16 cây. Còn đây cũng là lứa cây đường kính 15, đường kính này là đường kính 10 à, đường kính 20 đo mét 3 luôn nè, có người đặt. Phía trước là cây vú sữa, phía trước là cây vú sữa này, cây vú sữa đây là đường kính 40 đô mét, thế tàn nhánh rất là đẹp. Đây là cái địa chỉ bãi cây của Hiếu này. Địa chỉ bãi cây của Hiếu này. Địa chỉ bãi cây của Hiếu này. Ở đây là cây ba cái cây bằng lăng. Ba cây bằng lăng rất là đẹp, u nhú nha, ba cây bằng lăng này rất là đẹp, bu nhú. Cây bên này là nó hoành nó tầm 300 hoành gốc. Anh Mèo ơi, tắm chưa? Dạ đo giùm em cái cây này cái. Cây này hoành chắc cũng 300. Đó, tổng cộng có 3 cây ha. Rồi, chào tất cả anh em nào cần các loại cây công trình thì inbox cây Hiếu ha. Địa chỉ của Hiếu là ở quốc lộ 13 Trà Là, Thanh Bình, Bình Long, Bình Phước.